Xin chào các bạn, hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn cho các bạn gắn cử vào chiếc tông đơ này, cũng như là lưỡi vào chiếc tông đơ chặt phép này ha, cũng như là cảm thử tiếng máy cho các bạn nghe và giải thích một số yếu tố bên cạnh chiếc tông đơ chặt phép này. Thì đầu tiên mình sẽ gắn chiếc cử. Nhiều bạn cầm chiếc cử đó nè, gắn không được, kêu chắc có một cái vấn đề gì đó sai hoặc là lộn ở đây. Thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách gắn ha. Nè các bạn nè, đặt vô, đặt ngào vô dưới đây nè, còn thấy gì à, tay nè bóp lên, các bạn thấy gì, các bạn gỡ ra cũng y chang như vậy nha. Đây là cái ngào phía sau nè, các bạn chỉ cần bóp nó lên thấy được rồi, nó đi tra vào thì gắn vô, gắn nó lên ra xong. Cái đây là cách để tra cử tông đơ ha. Các bạn cẩn thận nha, chứ các bạn cầm và các bạn nhấn như thế này thì nó sẽ không lọt đâu. Phía sau các bạn nhấn như vậy thì nó sẽ không lọt, nó bị gãy cái chốt này nha. Đó, như vậy các bạn hãy tra xuống phía dưới trước, tra xuống phía dưới, nhấn nó lên cho nó giữ lại ha. Dạ. Rồi. Đó thì đây là về cách gắn cử. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn gắn lưỡi ha. Đây là chiếc lưỡi nè, một chiếc tông đơ giờ phép nó có hai lưỡi. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn gắn lưỡi nha. Lưỡi thì cũng đơn giản lắm, mình chỉ cần nhấn nè, nhấn mạnh lên, nó sẽ gạt ra, cần gạt lên, bạn tháo ra thôi, đơn giản. Ở đây các bạn tra vô cái này vô, các bạn dùng tay nè, các bạn dùng tay này nhấn mạnh lên. Các bạn nhấn vào lưỡi lên trong, còn các bạn nghe đi chạy chưa? Chiếc tông đơ này tiếng chạy tiếng máy của nó không phải là kiểu to, và tiếng máy chạy của một chiếc máy tông đơ công suất lớn. Chiếc máy này tới 30W là như các bạn, công suất 30W xài điện 220 ha. Đó, nên chiếc máy nó chạy rất là đã. Hai bên đây nè, nó phát ra gió, có một thang, cho mình nó có thang nha, đó là tiếng gió. Dòng tông đơ này là chuyên để dùng cắt tóc dày và dài ha, dùng để phát tóc dày và dài nữa, hoặc là cắt đầu đinh nữa, các bạn cầm mà các bạn cắt rất là sướng. Lưỡi cỡ này thì dù tóc nào nó cũng đi hết á, tóc ướt hay tóc mềm thì nó cũng đi hết. Đây là chiếc tông đơ giờ phép ha. Con này được đánh giá là khá thích hợp với người Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì thiết kế nó nhỏ gọn hơn con Otter một xíu, vừa tay cầm của người Việt Nam. Còn con Otter thì nó quá bự, không có cầm vừa được ha. Còn con này là cầm vừa nè. Tiếng máy này các bạn nghe. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại ha.